có liên quan đến vụ người tâm thần vác dựa chém cha và anh trai tử vong ở Bình Định, hàng xóm cho biết gia đình các nạn nhân đã chuẩn bị đám cưới của cháu gái thì bi kịch xảy ra. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thì công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ đối tượng để lấy lời khai. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10, trong lúc lên cơn tâm thần, đối tượng 34 tuổi ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định đã dùng dựa đuổi chém những người thân trong gia đình. hậu quả cha của đối tượng bị chém tử vong tại chỗ. Anh trai của đối tượng 42 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu. Người mẹ 73 tuổi bị chém nhiều vết thương, gây chấn thương sọ não đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa của tỉnh Bình Định. Và cũng theo người dân, trước khi vụ việc thương tâm xảy ra thì anh trai cùng vợ sống tại thành phố Hồ Chí Minh về quê để chuẩn bị ăn đám cưới của cháu gái. Và đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay, 31 tháng 10 nên cả nhà đã tập trung về. Và trong lúc cả nhà đang nói chuyện thì xảy ra tranh cãi và sự việc trên. Biết đối tượng bị bệnh tâm thần và được đưa đi điều trị một thời gian dài, sau đó được về nhà hồi tháng 6.